sinh mà cha về làm ăn này nọ rồi đó. Nhưng lúc nào mà mình hụt hẳn trong công việc á, như mình bế tắc á, mình cầu nguyện cha, cái nếu mà lòng tin mình có thì mình sẽ được. Bánh cùng anh chị em đến một thánh đường rất linh thiêng, nổi tiếng nhất ở vùng đất Bạc Liêu về chốn tâm linh. Đó là nhà thờ Tắc Sậy, nơi lưu giữ hài cốt của cha Dịch đang được an nghỉ nơi đây. Nhà thờ Tắc Sậy là điểm đến của rất nhiều anh chị em bên tôn giáo bạn, thường xuyên đến đây để xin ơn và tạ ơn cha Dịch. Vì qua lời chuyển cầu của cha Dịch sẽ được Chúa nhận lời. Năm Chiếc Bánh kể cho anh chị em về một câu chuyện cha Francisco Trương Bửu Diệp đã hiện về và đi mua vật liệu xây dựng để xây nhà thờ Tắc Sậy. Từ những năm thuộc thập niên 1980 trở về sau, hàng năm cứ vào các ngày 11-12 tháng 3 dương lịch, dòng người không kể tôn giáo từ các nơi lại đổ về Tắc Sậy. Trên những chiếc xe đò chở khách, người ta có thể thấy hình một vị linh mục mặt vuông chữ điền rất dễ mến. Họ xuống để dự lễ dỗ của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Ông Phước, người trông coi phần mộ của cha Diệp tại nhà thờ Tắc Sậy, kể lại câu chuyện sau đây vào một buổi trưa tháng 4 2010 như sau. Vào khoảng những năm đầu thập niên 1980, bờ kinh cạnh khu nhà thờ này còn là một bãi đất trống, làm nơi ghe và xe cộ dừng lại đổ hàng. Nửa đêm, có một ông chủ ghe chở đầy vật liệu xây dựng như gạch, cát, xi măng đậu bên bờ kinh. Ông bỗng trông thấy một vị khách mặc áo dài đen theo kiểu nhà dòng từ trên bờ bước xuống. Vị khách tự xưng mình là cha xứ nhà thờ Tắc Sậy, muốn mua hết các vật liệu trên ghe để xây lại nhà thờ. Giá cả xong xuôi, chủ ghe đồng ý bán và hẹn hôm sau sẽ cho công nhân đem hàng lên, xong ông sẽ nhận tiền. Sáng hôm sau, trước khi giao hàng, chủ ghe lên nhà thờ định gặp cha xứ để biết chỗ cho công nhân xếp hàng. Đến khi gặp linh mục Phêrô Nguyễn Ngọc Tỏ, ông rất ngạc nhiên, từ giọng nói cho đến gương mặt, thân hình, vị linh mục này trông không giống với vị khách có ri mép hôm trước một chút nào cả. Cha Tỏ nói, tôi hiểu, đó chính là linh hồn cha sở Francisco Trương Bửu Diệp đấy. Ý ngài muốn xây lại nhà thờ nên hiện ra như vậy. Cha kể cho ông chủ thầu nghe các chuyện linh ứng của cha Bửu Diệp rồi nói, ý tôi cũng muốn xây lại ngôi nhà thờ cho đàng hoàng, nhưng họ đạo nghèo chưa đủ tiền, thôi thì đành cáo lỗi với ông và hẹn khi khác. Ông chủ thầu nói, cha Diệp đã linh ứng như vậy thì con không dám lấy tiền, mặc dầu con là người bên lương, nhưng con xin hiến tất cả các vật liệu trên ghe để nhà thờ xây sửa lại, không nhận một đồng nào cả. Ông chủ thầu lập tức cho người khuân gạch, cát, xi măng từ dưới ghe lên rồi đi. Ngay cả tiền công bốc xếp của các công nhân, ông cũng tự trả, không để nhà thờ phải trả. Không ngờ từ đấy, ông chủ ghe buôn bán ngày càng phát đạt. Ông cho rằng mình được cha Diệp phò hộ, nên mỗi lần đi qua hộ phòng, ông thường quay lại nhà thờ Tắc Sậy để tạ ơn cha. Cũng theo ông Phước, những chuyện linh ứng của cha Diệp ngày một lan rộng. Từ đó về sau, khách thập phương kéo về nườm nượp để cầu xin cha ban ơn lành. Nhất là các nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, rất nhiều người xuống, họ cầu xin cha chuyện này chuyện khác.
và ai cũng được toại nguyện. Lời nguyện đắc thành, họ đến đền ơn cha, người thì ghế đá, người thì vật dụng dùng cho nhà thờ, người thì tiền bạc, nhiều không sao kể xiết. Cứ thế, vào những ngày cuối tuần hoặc trong dịp lễ giỗ cha 12 tháng 3 dương lịch, khách thập phương kể cả trong nước lẫn ngoài nước về kính viếng cha đông như trễ hội. Có người đem theo cả những chai nước lai vi đến để bên cạnh mộ cầu nguyện trước khi mang về cho người trong gia đình. Nhưng cũng có những người tin tưởng đến độ cầu nguyện trong nhà thờ trước mộ của cha chưa đủ, họ còn hỏi thăm, tìm đến các ao nhỏ của gia đình ông Sự ngày xưa để chiêm ngưỡng nơi cha đã bị sát hại. Điều lạ lùng hơn nữa là theo như lời của vị cha xứ hiện nay là Linh Mục Phaolô Nguyễn Thanh Bình, thì có tới 70% khách thập phương xuống Giá Rai kính ngưỡng cha Diệp là người ngoại đạo hoặc Việt Kiều từ nước ngoài về. Có những người chưa về nhưng đã nghe nói tới sự linh ứng của cha nên đã gửi tiền về giúp nhà thờ xây dựng được một cơ ngơi lớn lao như ngày nay. Khả dĩ có thể đón tiếp bất cứ các nhóm hành hương nào, dù đông bao nhiêu, họ đều có chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng mà không cần phải đóng góp gì cả. Dạ. Xin mà cha về làm ăn này nọ rồi đó. Nhưng lúc nào mà mình hụt hẳn trong công việc á, như mình bế tắc á, mình cầu nguyện cha, cái nếu mà lòng tin mình có thì mình sẽ được. Hay tức là mỗi lần mình khó khăn đó, đúng rồi, cụ thể là gì, ví dụ là những công việc mà như năm rồi em làm mấy cái mà kinh doanh thất bại này nọ rồi đó thì buồn đâu biết chia sẻ ai. Ủa buồn thì cầu nguyện với cha không chia sẻ bố mẹ. Có với cha mẹ mà nhiều khi sợ cha mẹ biết mình làm ăn thất bại buồn đó, mình chỉ biết tâm sự cha thôi. Thì nói chung là ai không tin đến thì sẽ tin. Mình cầu nguyện mình đừng có nản. Anh nghe thì anh chơi thiên diệp nhiều linh thiêng không phận rồi đó. Dạ đúng rồi. Trong khu xóm anh có ai đi không? Nhiều lắm anh. Nói chung người lương người ta tin đó, người mà người ta không đạo người ta rất tin. Mình đạo là mình tin đó, đã là một phần rồi, người ta không đạo người ta vẫn tin. Tới giờ sinh thì được chứ. Vậy hả? Dạ đúng. Hay rồi. Vậy hả? Cái gì mình có đạo mình sinh mình đâu có nản được đâu. Đâu phải mình sinh cái gì không có là mình nản mình không sinh. Hay ha. Lòng tin mà. Người ta nói đừng có bao giờ mà thử thách Chúa.